Hôm nay là live thứ 63 này và chúng ta sẽ bắt đầu cái uh, chúng ta sẽ tiếp tục cái phần hôm qua khi mà Harry đang uh, đối phó với lại một đống những cái con giám ngục ở trên hồ đấy. Rồi. <laughs> đấy nhá, đang ở chỗ này. Mình sẽ gọi là recap lại một chút này. He forced himself to think of Sirius and all he Sirius and began to chant Cậu ta ép bản thân mình là phải nghĩ về ông uh, um, cha đỡ đầu Sirius và chỉ có nghĩ về serious thôi và bắt đầu chant tức là kiểu bắt đầu hô lên nhà hô theo kiểu là gọi là lặp lại những tiếng hô đồng điệu đập, lặp lại đấy thì nó gọi là chant ok các bạn uh, joy life nhớ thả giúp mình thật là nhiều tim nhá và cứ tương tác thoải mái comment xong rồi là hỏi uh, hỏi đáp gì đó có câu hỏi gì mình mình nhìn được mình sẽ trả lời mà đấy hôm qua mình có phân tích cái từ chant này tức là nó nó nói l nó nó nhắc lại một cái câu đấy nhiều lần. Đấy, ví dụ như bán báo đúng không? xong rồi cứ ai báo đi, ai báo đi ấy thì đấy nó gọi là chant. Right. thứ hai tức là kiểu chào hàng á, thì nó gọi là chant. và đây là một cái thần chú thì đấy nhắc đi nhắc lại nó. Này. ok bắt đầu từ đây nhá. À, chỗ dừng của hôm qua đây này. rồi uh, black gave a shudder, rolled over and lay motionless on the ground, pale as death. thì ông black, ông serious, ông ấy dùng mình một cái shudder là yeah, shadow chính là dùng mình. Đấy, ông ấy lộn người lại này và ông ấy nằm bất động ở đó trên mặt đất. Đấy, và nhá, cái làn da thì nó nhợt nhạt như là đã chết rồi. Pale thì đó là cái từ nhợt nhạt á. Và đây là as death đã là đã chết. À, có cái từ này nó hay thôi thì đó là motion là chuyển động và motionless tức là không hề có bất cứ một cái chuyển động nào. Đấy, nằm một cách bất động. Ừ cái từ shudder này nó cũng cũng hay ở chỗ là nó sẽ có một cái cụm kiểu như tôi không dám nghĩ đến á I shudder to think I shudder to think đấy tôi không dám nghĩ đến một cái thứ gì đó đằng sau đưa vào một cái mệnh đề đấy right? thì nó gọi là kiểu tôi không dám nghĩ về cái điều đó đâu um, rồi he'll be alright I'm going to go and live with him chú ấy sẽ ổn thôi đấy mình sẽ đi và sống cùng với lại chú ấy tức là đây là cái suy nghĩ trong đầu của Harry đấy, expecto patronum Harmony help me expecto patronum, tức là nó nói lên cái thần chú đấy và nó cứ bảo rằng Harmony giúp tớ với nữa đúng không? Expecto Harmony whispered, uh, expecto cái gì gì đó, tức là cái con bé đấy nó cũng thì thầm cái thần chú nhưng mà nói chung là cái thần chú này nó nó quá là cao, level cao so với lại hai đứa này, thế cho nên là nó không có xuất ra được bất cứ cái thứ gì. Đấy là cái thần chú uh, bùa hộ mệnh, đó, Dementor tức là người giám ngục thôi, Đấy, giám ngục. Cái từ này nó chỉ có xuất hiện ở trong cái thế giới của Harry Potter thôi Chứ nó không phải là một cái từ tiếng Anh nha. Yeah. Và thực tế ra cái từ này <laughs> Mình có cắt nghĩa một cái vui vui đó là đi một thứ gì đó đi Thì tức là kiểu hãm nó lại đúng không Và mentor nó giống kiểu mental ấy Rồi mental tức là liên quan đến tâm lý đúng không Vậy thì đi mentor tức là à nó hãm cái ý chí của mình lại Rồi Hãm cái tinh thần của mình lại But she couldn't do it The Dementors were closing in barely 10 feet from them nhưng con bé nó không thể làm được cái điều gì này đấy nó không 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 làm gì được những cái người giám ngục thì đang càng ngày càng dẫn đến close in nha đó là một cái phrasal verb nó gọi là kiểu như um, tiến gần đến dẫn đến đấy và bây giờ thì nó chỉ cách tầm khoảng 10 mét từ họ thôi từ cái phía họ đến với những cái con giám ngục ấy cái từ barely thì nó kiểu như là gần như almost Right. Nó, nó nó khá là tương đồng thường nó mang tính chất là phủ định they formed a solid wall around Harry and Hermione and were getting closer những cái con giám ngục này thì nó tạo ra một cái bức tường cứng xung quanh Harry và con bé Hermione và càng ngày thì cái bức tường đấy nó càng co lại gần hơn tiến lại gần hơn right. solid thì đó là kiểu một cái trạng thái nó cứng đúng không à nhưng mà do me a solid nha thì tức là à giúp tôi uh, lần này Đấy chưa? Do me a solid. Đó thì tức là kiểu giúp tôi một cái lần này một cái cái giúp ở đây tức là kiểu một cái đòi hỏi nó khá là cao ấy. Đấy do me a solid. Kiểu mình nhờ vả người ta. Đấy rồi là he solid. Tức là thằng đấy nó chuẩn đấy. Đấy từ solid này này trong cái ngôn ngữ giao tiếp ấy, nó sử dụng với những cái nghĩa bóng của nó nhiều. Đấy, he solid tức là thằng đấy nó chuẩn đấy. Chuẩn ở đây tức là kiểu tính cách dù là nó 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 chơi đẹp ấy. Đấy thì nó gọi là solid. Right. Rồi, uh, Expecto Patronum này. Harry yelled, trying to block the screaming from his ears. Expecto Patronum. Bây giờ nó viết hoa cái này lên tức là nó kiểu nó hét lên nhá. Harry đây, Yell lên, hét lên này. Cố gắng um, làm sao nhỉ? Cố gắng để mà kiểu um, để mà bịt cái tiếng la hét khỏi tai của cậu ta. Tức là khi mà nó đối mặt với cái con giám ngục ấy thì trong đầu nó sẽ là hiện lên những cái tiếng la hét của mẹ nó đấy và bây giờ nó đang cố gắng blot cái tiếng la hét đấy đấy là blot thì thực tế ra nếu mà mình dùng cái từ blot này thì nó có nghĩa là một cái uh, một cái hành động từ từ nó gọi là một cái vết ố nếu một cái vết ố khi mà chúng ta để rơi cái giọt mực vào nền nhà chẳng hạn đi thì nó sẽ tạo thành một cái blot đấy chưa đó thì nó tạo thành một cái blot Ờ uh, ở đấy một cái vết lang lổ Thế thì nếu mà nó dùng ở dạng động từ như thế này đúng không? Thì tức là à nó đang kiểu cố gắng gọi là giãn giãn nó ra, xùa nó ra. Đấy, xùa nó ra tứ phía. Đấy, và ý của nó có nghĩa là à nó làm sao ấy, nó có thể gọi là bít lại đúng không? Hay là nó có thể kiểu hãm lại. Từ từ mình phải tìm ra tiếng Việt của nó là cái gì đã. Chứ còn bây giờ mình hiểu thì hiểu luôn nhưng mà tìm ra tiếng Việt nó hơi khó. Đây nó có nghĩa là à nó làm khô, nó dry đúng không? Xong rồi nó còn đây 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 block something out có nghĩa là cover để mà nó không có bị nhìn thấy hoặc là bị nghe thấy trong cái chỗ này thì nó là âm thanh à vậy thì tức là à nó 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 chặn lại đấy block ở đây thì nó nó có nghĩa là nó chặn lại cái tiếng la hét khỏi tai của nó này và sau đó thì nó expecto patronum nói đến từ block này thì mình có một cái cụm khá là hay có nghĩa là kiểu um, a blot on the landscape đó một cái cụm nó như thế và landscape thì đó là phong cảnh còn blot thì đó là một cái vết mực đúng không một cái vết ố thì nó có nghĩa là đang có một cái khung cảnh rất là đẹp tự nhiên lòi ra một cái thứ gì đó rất là xấu đấy nó nó giống như con sâu làm dầu nổi canh ấy đó được cho a blot on the landscape nó cả cái cảnh đẹp nó đang hoàn toàn như vậy đúng không tự nhiên có một cái bãi rác thì chúng ta có thể gọi cái bãi rác đó đó là a blot on the landscape đó rồi thì cục từ đây cục từ rất hay nhá dùng miêu tả cảnh và tiếp theo đi a thin wisp of silver escaped his wand and hovered like mist before him một cái luồng hơi bạc này thì nó kiểu một cái luồng hơi bạc nhỏ nó thoát ra khỏi đũa thần của cậu ấy và nó lơ lửng như là sương mù phía trước cậu ta Đấy, wisp thì đó là kiểu một cái làn hơi á và bạc này Đấy, rồi là thin đúng không khi mà nó nói đến cái làn như thế thì tức là cái làn đấy nó rất là mỏng thôi escape là trốn thoát và ý của nó có nghĩa là kiểu nó thoát ra khỏi cái đũa thần hover thì hoverboard uh, những cái livestream mà nó mang tính chất học như thế này thì hầu hầu như là kiểu chỉ có bạn nào mà thực sự là 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 studious đấy thì mới 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 chịu khó theo dõi hoverboard thì nó có nghĩa là cái xe thăng bằng nhá và hover chính là cái từ nó lơ lửng nó lấp lửng ở trên không trung đấy right. thì đấy nó gọi là hover mist sương mù phía trước cậu ta này at the same moment Harry felt Hermione collapse next to him ở, ở cùng cái khoảnh khắc đó thì Harry cảm thấy rằng là con bé Hermione nó đã sụp xuống bên cạnh cậu ta collapse thì nói với một cái tòa nhà thì tức là nó đổ xuống nó sụp nó sụp đổ xuống còn người thì tức là a à, cơ thể đúng không, đang đứng tự nhiên khuỵ xuống thôi felt, cảm giác thấy he was alone completely alone bây giờ thì chỉ có Harry một mình thôi hoàn toàn là một mình trong cái khung cảnh đấy ờ, uh, mấy hôm sau flop quá trời, không phải đâu thì thường <laughs> chắc là kiểu, mình hay uh, nhắc đến những nền tảng khác ấy thế cho nên là nó Ben hay là kiểu nó flop như vậy đấy ờ, uh, expecto Expecto Patronum Tức là kiểu nó vẫn tiếp tục Nó cố nói Cố Cố đưa ra cái thần chú đấy Đúng không? Nhưng mà không có um, Inven Đây in vain hay là fruitless Đó là những từ mà mình có thể bật ra ở đây in vain, nhá Kiểu vô vọng đó Xong rồi là fruitless hoa quả Đúng không? Và fruitless Coi là chả có kết quả gì cả Đấy Nó hơi futile Nó hơi vô dụng đó, Kiểu thế Rồi Harry fell his knees Hit the gut Hit the cold grass uh, Fog was clouding his eyes With a huge effort He fought to remember Harry cảm thấy rằng là cái đầu gối của cậu ta Thì đã chạm xuống Đập xuống cỏ lạnh rồi Đấy, Tức là kiểu sụm, sụm chân xuống rồi Sương mù thì nó đang, uh, đang Đang che phủ đi Cái tầm nhìn của cậu ta Đấy, Cái cloud á Danh từ đám mây ở dạng động từ Tức là nó che phủ Đấy, Nó che phủ rồi sương mù fog đúng không uh, tức là không nhìn thấy gì nữa mắt mắt nó mờ đục rồi ấy. với một cái nỗ lực nó rất là lớn này cậu ta chống trả để mà cố nhớ lại kiểu trong đầu đúng không đang đang chật vật để mà cố nhớ ra serious was innocent innocent will be okay i'm going to live with him uh, serious là một người vô tội này innocent vô tội kiểu không có thường nó nói về sơ sinh ấy innocent Right. Chúng tôi sẽ ổn thôi uh, Mình sẽ đến sống với lại chú ấy này Expecto Patronum he gasp ờ, uh, Cậu ta kiểu há mồm xong rồi thở hổn hển á Kiểu thế thì đấy nó gasp By the feeble light of his formless Patronus He saw a Dementor hold very close to him Dưới Bởi đúng không? Bởi cái ánh sáng mà nó rất là yếu ớt từ cái con bùa hộ mệnh mà nó không có rõ hình dạng của cậu ấy, cậu ta nhìn thấy một cái con giám ngục nó dừng lại, à, tức là kiểu nó đang tiến đến Harry nhưng mà tự nhiên nó dừng lại, đã ở rất gần với cậu ta rồi này. có những từ này đầu tiên formless tức là kiểu không có form đúng không? without a certain form, feeble thì nó là yếu ớt, đấy yếu ớt bằng từ weak, right, weak rồi uh, hold từ này hay nó có nghĩa là kiểu mình đang làm một thứ gì đó trong một cái process nhất định nha mà tự nhiên mình hậu mình dừng lại ấy. tức là trong một cái trạng thái mà nó đang đang có chuyển động để cho thì nó hậu nó dừng lại he couldn't walk through the cloud of silver mist harry had con harry had conjured right nó không thể nào walk through nó không thể nào đi qua cái làn sương mù cái làn sương mù màu bạc mà harry đã tạo ra đã conjure Đấy, từ từ mình sẽ giải thích này đầu tiên là cloud đám mây đúng không vậy thì ở dạng nghĩa bóng nó có nghĩa là cái luồng nhá cái luồng giống kiểu luồng khói ấy. silver mist thì mist nó có nghĩa là sương mù rồi và silver bạc đúng không conjure thì từ này nó khá là hay theo kiểu phép thuật á một thứ gì mà nó hiện ra Đấy thì nó gọi là conjure nha và nếu mà mình bảo là mình đã conjure nó thì tức là mình đã khiến cho nó xuất hiện đó từ conjure mọi người biết cái bộ phim The conjuring đúng không? Đó tức là kiểu con ma nó tự nhiên nó hiện ra Đấy, nghe rất là rùng rợn nhá à, Nhưng mà từ này nó còn có nghĩa bóng ở chỗ đó là kiểu Mình tự nhiên mình nấu một cái bữa thịnh soạn cho tất cả mọi người Thì tức là mình có thể conjure một cái bữa ăn A meal Đấy, a decent meal, a, a nice meal Được chưa? Nó có thể sử dụng với lại văn cảnh nghĩa bóng như vậy Cực hay Thường ví dụ mình bảo rằng là cái, cái bữa đấy thì mặc dù là nhiều món đúng không nó rất là vất vả để mà nấu Nhưng mà cuối cùng thì cô ấy cũng có thể conjure được cả cái bữa đó Thường dùng đồ ăn rất là hợp lý Nào tiếp theo A dead slimy hand slid down, of, a uh, slid down from under the cloak It made a gesture as though to sweep the patroness aside một cái bàn tay chết chóc này rồi là nhầy nhụa thì nó trượt ra khỏi dưới cái áo choàng. Nó có một cái cử chỉ như thể là nó đang phổi phổi nhá. Mọi người biết từ phủi uh, suy suy đúng không? phổi nó đi á, phủi cái con thần hộ mệnh ra một bên. Nào, có từ death đó là chết, còn slime có chữ e nữa nhá thì nó là cái chất dính, chất nhầy nhầy dính dính, Còn slimy ờ uh, thì đó là cái tính từ của nó thôi. Slit quá khứ từ slide, slide là trượt, đấy nó trượt ra. Cloak áo choàng, được chưa? Dưới cái áo choàng. Gesture thì tức là một cái cử chỉ một cái cử chỉ thôi nhưng mà ấy, nó còn có nghĩa bóng thì tức là một cái hành động đẹp nhá hành động thường nó kiểu it, it, it is a nice gesture tức là kiểu một cái hành động đẹp một cái cái, cái gì nhỉ uh... ví dụ bây giờ đi mình đem tiền mình đi donate cho người nghèo ấy thì đấy hoặc là kiểu như một cái tình thương ấy đấy thì nó gọi là a, a nice gesture ừ. Nghĩa cử đúng rồi đúng rồi, đúng đúng Không tìm ra tiếng Việt của nó cơ Nghĩa cử Đấy chính xác đấy Hợp lý Now as though như thế này Là phủi cái con Patronus aside No no Harry gasp Nó tiếp tục nó thở hổn hển Và nó bảo không không He's innocent Expecto Expecto patronum Ông ấy vô tội mà à, đang, đang muốn bảo vệ Sirius mm. He could feel them watching him Hear their rattling breath uh, Like an evil wind around him nào, cậu ta có thể feel them tức là kiểu cảm giác rằng là những cái con giám mục này nó đang nhìn chằm chằm cậu ấy. Hear the rattling breath, nghe thấy những cái hơi thở mà nó cọc cạch. Cái hơi thở mà nó kiểu giống như kiểu có kim loại ở trong đấy. Như là một cái con một cái cơn gió ác quỷ xung quanh cậu ta. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có từ breath, hơi thở này. Rattle thì thực tế từ này uh nó có nghĩa là kiểu nghe nó có một cái hột hay là một cái thứ gì đó nó đang chạy ở bên trong thì nó gọi là rattle. Đấy, ví dụ bây giờ cái con rắn chuông đó, nó khi mà nó đi đúng không nó sẽ tạo ra cái tiếng cạch 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 thì nó gọi là rattle snake. À, thì mình cũng không biết nên dịch cái từ này trong tiếng việt nó là như thế nào cơ. Cái hơi thở mà bên trong đấy kiểu nghe nó giống kim loại nó đang kêu. Đó. Rồi và đây evil wind à, một cơn gió xấu xa đúng không? the nearest dementor seemed to be considering him Then it raised both its rodding hands and lowered his hood một cái con giám mục gần nhất này cái con giám mục gần nhất cậu ấy thì có vẻ là đang cân nhắc cân nhắc noble là gì á à? noble là cái um, cao quý đấy cao quý rồi um, tức là kiểu nó nói về một cái thứ gì ở level cao đúng không, trong xã hội ấy, được uh, trọng vọng Đấy, Noble Rồi, uh, Considering him Thì tức là kiểu đang cân nhắc, đang suy tính, xem là làm gì với thằng này Sau đó, nó giơ cả hai cái tay của nó Cả hai cái tay đang mục giữa của nó lên Từ rot, tức là một thứ gì đó, nó đang kiểu đi cây Nó đang uh, trở nên uh, uh, lụi tàn uh, Mục giữa nhá. Nó mất đi cái lớp bên ngoài của nó ấy Thì nó uh, rot Đấy, hoa quả mà nó héo Đúng không? Thì tức là nó đang rodding Rồi, cái bàn tay này, nó đang mục giữa này Và nó hạ Cái áo Nó hạ cái um, cái mũ trùm đầu của nó xuống Cái hood Chính là cái mũ chùm đầu Đấy, Rồi, hoodie đúng không? Chính là áo mà có mũ trùm đầu mà Lower Hạ xuống nhá Well, uh, where there should have been eyes There was only thin grey scrap skin Scrap skin nơi mà đáng lẽ ra nó nên là những cái con mắt uh, từ từ thì nó chỉ là từ từ sao lại có từ ve ở đây nhỉ cái nơi mà đáng lẽ ra nó là những cái con mắt này thì ở đó nó lại chỉ là những cái làn da mà nó kiểu bị uh, bị, bị trần sóc nhá, bị trần xong rồi là bị uh, có những cái lớp uh, lớp cứng ở bên ngoài ấy đấy, thì đây đầu tiên chúng ta sẽ có từ Thin Gray Skin Da đúng không nó mỏng và nó kiểu màu xám rồi là từ scap đây là khi mà chúng ta bị ngã chúng ta bị chảy xước ấy, xong rồi về sau nó đóng vẩy ấy. thì đây chính là cái từ đóng vẩy nhắc làn da mà nó đã đóng vẩy ở đấy rồi stretch blindly over empty sockets rồi cái làn da này nó giãn ờ uh, một cách trống trơn qua những cái hốc mắt mà nó không hề có cái gì ở trong đấy nhà cái socket chính là cái hốc mắt đó nó còn có nghĩa là cái lỗ khi mà chúng ta cắm cái ổ điện vào cắm cái phích điện vào á socket rồi và đây chính là cái hốc mắt nha cái làn da thì nó giãn che phủ cái hốc mắt không có gì cái hốc mắt trống không ở đấy but there was a mouth a gaping shapeless hole sucking the air with the sound of a death rattle nhưng có một cái miệng này Đấy, một cái lỗ mà nó kiểu không có hình hài rõ ràng rồi là nó đang mở ra Nó hút cái không khí với một cái âm thanh như kiểu là một cái tiếng lọc cọc chết người Được chưa? Đấy, thế thì chúng ta sẽ có từ shapeless Tức là không có shape, không có hình dạng Đấy. Uh, gaping Thì thực tế ra ấy, nó có chữ E nữa cơ Từ gap thì tức là cái thứ gì nó đang mở ra ấy. Đấy và gaping Gaping, nha, tức là cái Oh, cái cái hô đấy nó đang mở ra Rồi, rồi sắc này hút hút cái không khí với cái âm thanh như kiểu là một cái tiếng lọc cọc chết người được chưa mình có từ rattle thì đấy vừa nói ở phía bên trên mà nó lặp lại từ mà nó giống kiểu có một thứ gì bên trong nó đang kêu lòng sọc lên đó a paralyzing terror filled Harry so that he couldn't move to speak or speak một cái terror tức là một cái sự uh, kinh hoàng tê liệt tức là cái sự kinh hoàng đấy có thể khiến cho người ta trở nên tê liệt á thì nó lấp đầy Harry um, để mà thế cho nên cậu ấy không thể nào move cậu ấy không thể nào di chuyển hoặc là nói bất cứ một cái câu gì được paralyzed tức là kiểu nó tê liệt nó làm cho tê cứng đi terror thì đó là cái sự kinh hoàng rồi fill lấp đầy his patroness flickered and died cái thần hộ mệnh của cậu ấy này thì nó nhấp nháy xong rồi nó chết phát nó chết luôn. Ừ. Flicker nha, thì thường một thứ gì đó, ấy, nó, 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 không, cái cái paralyzed thì nó phải có cái chữ uh, e ở đằng sau chữ s này nữa. thì đấy nó mới gọi là gốc từ của nó. đây Paralyze nó biết như thế này này, paralyzed right, no, dài mà, rồi. right, tiếp theo Flicker thì mình đang nói tức là kiểu hình ảnh hay là cái uh, ngọn ngọn lửa hay là ánh sáng mà nó flicker tức là nó vụt một phát Được chưa? Nó flicker tức là nó phụt một phát Có thể là bật lên hoặc là tắt đi nhưng mà nó phụt một cái Và sau đó nó chết này White fog was blinding him He had to fight expecto patronum he couldn't see And in the distance he heard the familiar screaming expecto patronum Ok, vậy thì chỗ này có là cái làn khói trắng, cái làn sương mù trắng Nó đang... Um, khiến cho cậu ấy không nhìn được đúng không tức là kiểu hóa mù cậu ta, cậu ta phải chống trả fight ở đây không phải là chiến đấu nhưng mà ừ, thôi chiến đấu cũng được đúng không chống trả này và cậu ta tiếp tục nói một cái thần chú expecto patronum nữa cậu ấy không thể nào nhìn thấy và trong cái khoảng cách ở phía xa từ phía xa cậu ta nghe thấy cái tiếng la hét nó quen thuộc của mẹ cậu ấy trong đầu được chưa rồi thì distance ở đây in the distance he groped in the midst for Sirius and found his arm. They weren't going to take him. Cậu ta loạn quạng, không 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 cậu ta ờ uh... sao không tìm tiếng Việt nhỉ? Đây nhá. Tay của mình ấy khi mà mình đang gọi là với với xong rồi chạm chạm vào đủ mọi các cái vị trí để mà tìm một thứ gì đó ấy thì trong tiếng Việt nó gọi là gì? Loạn quạng đúng không? Đấy. cậu ta loạn quạng trong sương mù để mà tìm cái ông Sirius Đấy, để mà kiểu chạm vào cơ thể ông ta Và tìm thấy cái cánh tay của ông ấy Không, họ sẽ không Họ sẽ không thể nào lấy ông ấy đi được Đấy, không thể nào kiểu bắt ông ấy đi được Đấy chưa? They're, uh, they weren't going to take him Đấy, tức là cái đây là cái suy nghĩ của Harry này Họ sẽ không thể nào Đem ông ấy đi được Rồi cái từ grope, của quạc đúng rồi đấy <laughs> Tiếng Việt nhiều khi buồn cười Nghĩ mãi không ra được cái từ phù hợp cho nó Cái từ này nó có hai nghĩa nha một là mình cua quạng để mà tìm đồ group for something hai ấy nó có nghĩa là đi sờ soạn người khác được chưa nó có nghĩa là kiểu trong một cái uh, lễ hội âm nhạc ấy xong rồi là có mấy thằng biến thái đi uh, group người khác ấy tất tất nhiên là group những bạn nữ rồi đúng không đó nó có hai nghĩa nha rồi biến thái thì gọi là pervert hoặc là perv đúng không uh, pervert những thằng biến thái nó đi group rồi mà các bạn mà bị grop thì tức là à bị sờ đấy, bị sờ soạng ạ. Rồi and 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 found his arm này, tìm thấy tay của ông ta không, họ sẽ không được đưa ông ấy đi. But a pair of strong, clammy hands suddenly wrapped them wrapped themselves around Harry's neck. Nhưng mà một cái cặp tay nó khỏe và nó kiểu hơi 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 nhầy nhầy thì tự nhiên nó ôm xung quanh cổ của Harry nó nắm lấy cổ của Harry. Rồi chúng ta hiểu được luôn nhá. Clam thì thực tế ra ấy, nó là con hến. <laughs> con hến uh, ốc ngao sò ốc hến ấy. Đấy thì clam chính là con hến nha Và mọi người thấy là con hến thì thường nó có cái chất nhầy đúng không? Đấy, nó có cái chất nhầy vậy thì clam thì chính là kiểu nó nhầy nhụa xong rồi nó 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 nó, nó nhớt nháp ấy. Đấy thì nó gọi là clam Cứ cứ nhớ rằng là cái dịch của con hến này. Đấy hiểu luôn đúng không? Rồi Tự nhiên nha, nó wrap xung quanh cổ của Harry. Wrap là bao bọc đấy. They were forcing his face, uh, his, his face upwards. Cái đôi tay thì nó đang ép cái khuôn mặt của Harry lên phía bên trên. Mm. He could feel his breath. Could, could, could feel, feel his breath. Có nghĩa là Harry có thể cảm thấy được cái hơi thở của cái thằng giám ngục này. It was going to get rid of him first. Mm cái thằng giám ngục cái con giám ngục nó sẽ loại bỏ cậu ta đầu tiên get rid of something được rồi, vậy thì loại bỏ đây giống như kiểu là trừ khử ấy. Đấy, trừ khử Harry đầu tiên nhá he could feel his putrid breath từ từ cái breath thì là hơi thở rồi putrid thì tức là nó nó có cặn ở bên trong ấy. đấy thì nó gọi là putrid tức là kiểu hôi hám bẩn thỉu thôi được chưa đấy, đại khái nó bằng cái từ Uh, filthy nếu mà mình nhớ không nhầm tất nhiên từ từ mình tra lại xem nhá just to make sure ở ờ, đây kiểu thế thối thối xong rồi là thối giữa mục nát đúng không bên trong nó có cặn đó mình thường mình hình dung được cái ngữ cảnh ấy thì mình thấy rằng là cái từ này thường nó dùng cho những thứ mà nó cặn 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 bã đấy, putrid breath đúng không his mother was screaming in the, in his ears she was going to be the last thing he ever heard Mẹ của cậu ấy này thì đang la hét bên trong tai của cậu ta và cậu ấy à bà ấy sẽ là cái thứ cuối cùng mà cậu ấy nghe được ừ. nghe được last thing đúng không cái thứ cuối cùng and then through the fog that was drowning him he he thought he saw a silvery light growing brighter and brighter he felt himself fall forward onto the grass và sau đó thì qua cái làn sương mù mà nó đang nhấn chìm cậu ấy Fog được chưa? sương mù này và drown Drown chính là chìm ạ Từ này nó có nhiều nghĩa mà Nó có thể là kiểu drown một cái âm thanh out được chưa? Tức là, tức là nó add cái âm thanh này xuống Drown Cái âm thanh out nhá, nó đi từ out nữa Đấy, còn đây là kiểu nhấn chìm theo kiểu nghĩa đen đúng không? Ừ. Hoặc là I'm drowning something, tức là kiểu tôi đang Chìm trong đấy, không có ra được á à? À, nói đến đây tự nhiên mình lại bật ra được một cái cụm khá là hay đó là a rut. Inner rut thì tức là mình gọi là một cái gì nhỉ? Một cái rãnh, rãnh bùn. Và nếu chúng ta gọi là a rut, your inner rut thì tức là à trong một cái lối mòn nó cứ lặp đi lặp lại sai lầm nó lặp đi lặp lại nó không thoát ra được đó. Nha inner rut nhá. Kiểu vẫn là cái sai lầm đấy đúng không? lặp đi lặp lại interrupt interrupt Alright tiếp theo he à cậu ta này cậu ta thought tức là cậu ta nghĩ rằng cậu ta đã nhìn thấy một cái ánh sáng hình như nó giống giống màu bạc đó silvery không phải là bạc đâu mà nó kiểu nó giống thôi growing brighter and brighter càng ngày thì cái ánh sáng đấy nó càng sáng hơn và sáng hơn này bright là sáng mà tất nhiên nó có nghĩa bóng có nghĩa là một người sáng dạ He's a bright student đúng không? He felt himself, cậu ta cảm thấy rằng là bản thân mình Fall forward, ngã xuống phía trước, lên cái bãi cỏ Face down, too weak to move, sick and shaking Harry opened his eyes Gương mặt này thì uh, úp xuống đất này Rồi là quá yếu để mà di chuyển uh, Người nó hơi ớn ớn và nó đang uh, run rẩy. Cậu ta mở mắt mình ra The blighting light was illuminating the grass around him. The screaming had stopped. The cold was ebbing away. Cái ánh sáng mà nó chói nhé. Cái ánh sáng nó chói thì nó đang uh, uh, thắp sáng cái bãi cỏ xung quanh cậu ta. À, cái cái tiếng la hét thì nó đã dừng lại. À, cái, uh, cái làn xương lạnh. Cái hơi lạnh thì nó đang dần dần nó tan biến. Rồi đây thì đấy là kiểu dịch xuôi xuôi thôi chứ còn bây giờ nhá từng từ này blind thì đó là kiểu gây mù vậy thì blinding light tức là cái ánh sáng mà nó quá là chói illuminate thì đó là kiểu thắp sáng nó lên được chưa vậy thì đây tức là à nó thắp sáng cả cái bãi cỏ tất nhiên từ này có thể sử dụng dạng nghĩa bóng tức là kiểu nó khai sáng khai sáng cho một người nào đó đấy, về cái thông tuệ ấy. rồi là App, ui từ này hay S thì thường nó nói về một cái dìa bên ngoài và khi mình tức là ấy, nó dần dần nó đổ đi, nó dần dần nó ra khỏi cái vùng dìa nói về thì đấy nó gọi là fade away. Nha, tất nhiên có thể sử dụng cái nghĩa bóng tức là cái tinh thần của tôi càng ngày nó càng F away. Rồi right. hoặc là cái um, cơn sóng nghĩa đen này thì con sóng nó càng ngày nó càng F away, tức là nó càng ngày nó càng lùi đi xa hơn. Đó, hiểu chưa? Hiểu được cái văn cảnh của từ thì ngay lập tức chúng ta hình dung ra ngay cái câu cái hơi lạnh nhá nó dần dần nó đẩy lui something was driving the dementors back it was circling around him and Sirius and Hermione the rattling sucking sounds of the dementors were fading thứ gì đó thì nó đang đẩy lui các cái con giám ngục nó đang xoay vòng xung quanh cậu ấy Sirius và Hermione circle mà vòng tròn đúng không ở dạng động từ tức là đi tròn Đi theo hướng vòng vòng tròn Đấy. Rồi là cái tiếng âm thanh Lọc cọc này uh, Hút khí Của những cái con giám ngục Thì nó đang tắt dần đi Rattle mà, mình nói rồi Nó có nghĩa là kiểu có một cái lọc cọc ở bên trong đúng không rồi, Và sucking Mấy bộ này nó đang hút Thế cho nên là nó mới có âm thanh như thế rồi, Fading nha, fade, mờ đi Thì nó gọi là fade Nhưng mà tất nhiên có thể nói về âm thanh Tức là dần dần nó tắt đi mà Đó They were leaving. The air was warm again. Bọn nó thì đang rời bỏ này, đang đang bỏ đi này. Cái không khí xung quanh, cái không khí xung quanh đó thì nó đã ấm trở lại. Warm again. With every ounce of strength he could muster, Harry raised his head a few inches and saw an animal amidst the light. Với um, với từng chút sức lực còn lại, cậu ta có thể master, tức là cậu ta có thể triệu hồi ra, tức là kiểu có thể lấy được hết tất cả những chút sức lực còn lại nhá. Harry nâng cái đầu của mình lên một vài inch, một vài um, cm đại khái là như thế. Và nhìn thấy một cái con animal, một con con động vật giữa cái luồng ánh sáng. Đấy, galloping away across the lake, nó đang phi nước đại chạy rời khỏi uh, trên cái mặt hồ tức là nó đang phi đến một cái chỗ khác đúng không? Nó đang gọi là rời đi, nó đang phi nước đại, rời đi. Đấy, lướt trên mặt hồ. Nào, đầu tiên chúng ta có ounce thì thường ấy nó tính theo cái vàng. Mọi người gọi là chỉ vàng đúng không? Dưới cái chỉ nó gọi là gì nhỉ? Ờ, đại khái nó thường ấy nó dùng cho kiểu như một chỉ vàng ấy. Đấy right? thì an ounce of gold thì tất nhiên đấy là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng thì nó gọi là kiểu như từng tí, từng tí một từng từng thớ đúng không từng thớ strength đấy thì tất nhiên đấy là một cái collocation theo nghĩa bóng thôi còn muster ấy thì nó bằng cái từ nó gọi là gather triệu hồi được thường nó nói về courage lòng dũng cảm hoặc là strength phân vàng ờ đúng đúng đúng, đúng. phân ấy nó gọi là phân vàng và đây là đừng từng phân sức lực một nhá từng phân sức lực mà cậu ấy có thể gọi ra rồi tiếp theo cái, cái cái từ này ấy, nó còn có thể sử dụng từ courage mình có nói rồi đúng không có nghĩa là mình lấy hết dũng cảm thì mình có thể bảo là muster all of my courage đó để làm gì đó to do something đúng không có thể lấy hết dũng cảm của mình để làm gì tỏ tình chẳng hạn đi đúng không Đấy, kiểu thế thì nó gọi là muster all of my courage to do something ok tiếp theo và đây gallop phi nước đại Eyes blurred with sweat Harry tried to make out what it was Đôi mắt này Thì nó mờ đục đi với lại mồ hôi để Tức là mồ hôi nó chảy vào mắt rồi á Harry cố gắng để mà Hình dung cố gắng để mà Kiểu nhìn rõ xem là nó là cái gì Make out something Thì tức là kiểu mình nheo nheo mắt lại Xong rồi là mình cố gắng mình nhìn để mà Xem xem nó là cái gì Đó make out một thứ gì đó là nhận ra thứ đấy uh, Blur thì nó mờ thôi ừ. Đây là động từ nha Nó đang kiểu bị mờ It was bright as a unicorn Nó khá là sáng như là một cái con uh, Con ngựa có sừng thì tiếng Việt chúng ta gọi là cái gì ấy nhỉ Con ngựa mà nó có sừng này, kiểu mơ mộng này. Rồi right. unicorn nó gọi là như thế Mình quên cả tiếng Việt của nó luôn Fighting to stay conscious Harry watched it canter to a halt As it reached the opposite shore Alright Kỳ lân, kỳ lân đúng rồi kỳ lân, cái ngựa có sừng nha, mà nó kiểu phép màu á. Fighting to stay conscious, kiểu chật vật rồi là cố gắng để mà có thể giữ cho tâm tâm thái nó còn tỉnh. Conscious thì đó là vẫn tỉnh táo, vẫn còn tỉnh ấy, còn unconscious đó là bất tỉnh rồi. Đấy. Cố gắng giữ cho người nó tỉnh này. Harry nhìn cái con ngựa, nhìn cái con đấy. Nó canter to a halt. Thường cái từ canter này nó nói về một cái con vật bốn chân ngựa hay là nai mà nó đi theo kiểu là như thế này này. <laughs> Mình không biết tìm tiếng Việt. Nữa. nó bước theo những cái bước mà nó nó không phải là chạy đâu. Nhưng mà nó canter. Đó, bước những bước cao. Đó, thì đấy nó gọi là canter. Và đây thì tức là à nó đi chậm lại và nó dừng. Nó bước những bước cao và nó tiến đến một cái trạng thái dừng lại này à, khi mà nó đã chạm đến được cái bờ bên kia đấy cái opposite shore, nha cái bờ bên kia, bờ sông bên kia hold thì đó là cái sự dừng lại rồi, đó khá là bằng từ stop còn canter thì đấy mình có nói rồi đấy, nó đi từng bước cao kiểu giống một cái con vật nó kiêu hãnh nó xong rồi nó bước từng bước rất là cao, dơ cái chân của nó cao lên uh, for a moment Harry saw by his brightness. Uh, brightness, somebody welcoming it back, raising his hand to pat it. Trong một thoáng chốc, Harry nhìn thấy um, dưới cái sự sáng của cái con đó, đó dưới cái sự sáng nhé, bởi vì brightness, đó, cái 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 độ sáng của nó. ấy Một ai đó thì đang chào đón nó quay trở về, welcome mà, đúng không? Và giơ tay của người đó lên để mà um, để mà vỗ vỗ nó. Đấy, vỗ cái con con đấy, kiểu do a good job đúng không? Thế cho nên là give it a pat. Đó, pat thì nhớ rằng là nó vỗ nhá. Nó vỗ vỗ. Đấy rồi, vỗ cái con uh, con nai thế này. Someone who looks strangely familiar, but it couldn't be. Ai đó mà nhìn nó 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 quen thuộc một cách kỳ lạ nhưng mà nó không thể nào là người đấy được, đúng không? Harry đang nghĩ trong đầu rằng là à it couldn't be him. Rồi familiar đó là quen thuộc này, strangely, strange đó là lạ lùng. Vậy thì đây là kiểu quen một cách không thể nào mà trùng hợp như vậy được. Harry didn't understand. He couldn't think anymore. He felt the last, the last of his strength leave him, and his head hit the ground as he fainted. Harry không hiểu được. Cậu ta không thể nào nghĩ được nữa. Anymore đúng không? Không thể nào nghĩ được nữa này. Cậu ta cảm thấy được cái chút sức lực cuối cùng của cậu ấy rời bỏ bản thân mình tức là kiệt sức rồi và đầu của cậu ta thì đập xuống đất khi mà cậu ta ngất đi faint đấy right. faint ở tính từ thì nó có, có, nghĩa là kiểu một thứ gì nó không có rõ ràng còn ở dạng động từ thì tức là ngất đi thế rồi chương mới đúng không chương mới chương mới này Harmony Secret cái bí mật của con bé Harmony 21 21 21 Ờ à, rồi đây nhá. shocking business, shock shocking. Miracle, miracle none of them died. Quả là cái việc chấn động đúng không? Quả là chấn động. Uh, thật là một phép màu khi mà không ai trong số họ died. Right, không ai trong số họ chết. None mà không có miracle thì đó là kiểu cái uh, nhiệm màu, right. Miracle còn business ở đây không phải doanh nghiệp nha Đừng có hiểu doanh nghiệp uh, chấn động không phải Một business thì tức là kiểu một cái việc nó xảy ra ấy Đó Rồi um, vì, vì vậy cho nên là À không phải việc của mày Thì nó mới bảo rằng là à, Not your business đúng không? None of your business None of your business Không phải là <laughs> Câu này nó kiểu không phải việc của mày Vì thế cho nên nó bảo rằng là Business ở đây là cái việc à Right, cái việc rồi tiếp theo này never heard the like by thunder it was lucky you were there snap chưa bao giờ nghe thấy cái chuyện nó như vậy the like ở đây thì chúng ta phải hiểu là À, cái thứ nó như thế à, vì vậy cho nên bây giờ cái ngữ như mày thì trong tiếng anh nó gọi như sau the like of you the like of you cái ngữ như mày cái thứ như mày hoặc là kiểu như cái 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 tầng lớp như mày để cho the like of you nó nói về cái loại, cái loại, cái kiểu loại và by thunder câu này chắc là một cái exclamation thôi tức là kiểu một cái câu thốt lên đấy ôi trời ơi quả là may mắn khi mà ông ở đó Snip thank you minister cảm ơn thưa bộ trưởng order Merlin second class I say uh, tôi uh, nói rằng ông xứng đáng một cái mệnh lệnh Merlin và đây là cái hạng hai đúng không chúng ta kiểu như là một cái giải thưởng ấy Đấy. The like of you ở ừ, cái thứ như mày <laughs> Cái ngữ như mày đúng không? Kiểu thế uh, First class if I can wangle it Không, đó là cái hạng thứ nhất nhá Nếu mà tôi có thể dàn xếp được cái điều đó Tôi có thể wangle Có thể hiểu là có thể dàn xếp đúng không? Có thể um, xử lý được cái việc đấy right. Nhưng mà mình phải tìm cụ thể xem nào Xoay sở, ôi hay quá Xoay sở, wangle Wangle được xoay sở nhá wangle wangle ok thank you very much indeed minister cảm ơn ông rất nhiều um, thực sự cảm ơn ông rất nhiều thưa bộ trưởng nasty cut you've got there black work uh, i suppose Quả là một cái vết rạch um, một cái vết rạch um, nghiêm trọng đúng không mà ông đã có ở đó đây là cái hậu quả của thằng black nó làm có đúng không? Đấy thực tế ra thì mình dịch bây giờ đến giờ này chắc là cũng hơi hơi nghèo nghèo rồi, nó không có chính xác quá nhiều về ý nghĩa tiếng Việt của nó. Nasty á thường nó ám chỉ một thứ gì mà nhìn nó rất là kinh, nhìn nó rất là tởm. Đấy, và cái kịch cắt ở đây chính là cái vết rạch, đó cái đường cắt ở trên cơ thể ông, ông 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 Snape. Đấy và đấy, nhìn nó kinh, thế cho nên à quả là một cái vết cắt kinh tởm mà ông đã có. Đây là cái um, cái work, nó không phải là công việc nha Mà ở đây nó có nghĩa là cái tác phẩm Đấy, cái tác phẩm của Black, có đúng không? Tôi cho rằng là như vậy Suppose, cho rằng thôi As a matter of fact, it was Porter, Weasley, Granger and Minister um, Không, trên thực tế, đó là cái tác phẩm của Porter này Weasley và Granger, thưa bộ trưởng No, Black had bewitched them Tức là ông Black thì đã gọi là bewitch them tức là kiểu đã đã ếm bùa họ đã ếm bùa ba cái đứa này này. Đấy. Right. Bewitch nhá, ếm bùa. Kiểu như là dùng cái phép thuật đấy để mà tác động lên đó. Không cái app, không phải là app gì cả mà đây là cái ứng dụng mặc định đi theo máy tính, đi theo cái MacBook, được chưa? Rồi I saw it immediately. A con Confunders, no no, confunders, tí nữa mình sẽ gọi là xem lại cái từ này chắc chắn là một cái từ mới nào. Tôi nhìn ra nó ngay lập tức mà đấy. Tôi nhìn ra là à cái cái bình tình nó là như thế nào đúng không? Immediately a confounded charm to judge by their behavior. Đây là một cái bùa từ từ, từ một cái bùa lú đấy một cái bùa lú này à, đánh giá dựa trên cái hành vi của họ thì tôi thấy rằng là họ đã bị lú lẫn rồi đúng không? thì từ từ confounders đây nhá cái bộ não của mình nó work như thế này nhá mình nhìn từ này này mình nghĩ đến từ confound 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 bởi vì khá là giống nhau được chưa thế thì confound một người nào đó tức là kiểu khiến cho người ta kiểu không có hiểu được đấy ngoài ra từ này nó còn còn có nghĩa là tiếng lóng để mà chửi nhau á đấy confound confounding nó khá là bằng từ fucking á rồi thế thì bây giờ confound người khác vậy thì cần funders ở đây chắc là kiểu liên quan đến nó đúng không? rồi vậy thì tức là khiến cho người ta kiểu lú lẫn đấy rồi thế là bây giờ tra lại nhá cụ thể hơn đấy cái bộ não của mình nó works như thế khi mà nó nhìn thấy một cái từ lạ lạ rồi nó sẽ cố gắng hình dung xem là à có cái liên kết gì với nó không đã rồi mới bắt đầu tra ừ. nào xem nào đây cause surprise or confusion in someone especially by not according with their expectations. Ok, vậy thì đấy chính xác là từ cần còn gì nữa đúng không? Đây này liên hệ được luôn cần Confound Cần file mà. Đó, rồi thì đây là tính từ của nó thôi. Đấy mọi người có thể kiểu như xem cái livestream này và thực uh, có thể kiểu uh, <laughs> mình không biết tìm từ tiếng Việt như thế nào nhỉ? Đây, vicariously vicariously có nghĩa là hiểu sống dựa theo cái trải nghiệm dựa theo cái góc nhìn của người khác đấy đấy có thể live it vicariously through my perspective đó ý của nó có nghĩa là dựa trên cái cái góc nhìn của mình với lại ngôn ngữ mình mình hướng dẫn luôn đúng không là khi mà nhìn thấy một cái từ như thế này thì não của mình nó hoạt động như thế nào ừ. có nghĩa là gây lú thôi tính từ từ confound They seemed to think there was a possibility he was innocent. Họ có vẻ nghĩ rằng có một cái khả năng là ông Black ông ấy vô tội này. possibility, right tính từ à, danh từ từ possible. They weren't uh, they weren't responsible for their actions. Họ không có chịu trách nhiệm, tức là họ không phải chịu trách nhiệm cho cái actions cho cái hành động của họ. Ừ. Uh, responsible for đúng không? Tức là kiểu mình phải chịu trách nhiệm cho cái đấy thôi. Cái actions thì chúng ta nên hiểu rằng là nó là hành động, nha, hành động. Hành động thì bây giờ cái từ act nó là một hành vi, right? Và đây actions là nó bao gồm nhiều cái act khác nhau, nó khác nhau như thế đấy. Còn activity thì nó lại là cái hoạt động và thường nó nói về cái hoạt động giải trí, right? Hoặc là hoạt động thể thao, đúng không? Rồi ba cái từ đấy nó khác nhau đó. Now on the other hand, their interference might have permitted Black to escape. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái sự can thiệp của họ nó có thể đã cho phép ông Black, ông ấy uh, trốn thoát để khỏi cái vòng vây bắt của um, bộ bộ pháp thuật. Rồi permit đó là cho phép. Nhét vào đây. Interfere thì cái gốc từ của nói đó là can thiệp và đây là danh từ này. Sự can thiệp của họ. Escape là trốn thoát rồi. They obviously thought they were going to catch Black single-handed. Chúng nó hiển chúng nó rõ ràng là đã nghĩ rằng chúng nó có thể bắt được Black tự tay. Đấy, tự tay chúng nó bắt được. Không không, action không nhỏ hơn activity. Hai cái đấy là hai phạm trù khác nhau. Đấy, nó không có nhỏ hơn đâu. Rồi single-handed nha, thì tức là một cái um, một cái trạng thái nó có nghĩa là tự tay mình làm đúng không? Một tay tôi làm lên. They've got away with a great deal before now. Uh, I'm afraid it's given them a rather high opinion of themselves. And of course Porter has always been allowed an extraordinary amount of, amount of license by the headmaster. Uh, đây, cái câu này nó được hiểu như sau này. Bọn nó, tức là ba người Harry, Ron và Hermione ấy, thì đã get away, đã có thể kiểu như thoát khỏi, um, tránh được, đúng không? một cái lượng lớn những cái nguy hiểm từ trước đến giờ rồi before now nhá, chúng ta nên hiểu là như thế chúng nó đã get away với lại một cái lượng nguy hiểm rất là lớn. A great deal ở đây thì tức là a lot thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là trong cái văn cảnh này ấy thì nó đang nói về sự nguy hiểm. Đấy, từ trước đến giờ đúng không? Chúng nó gặp rất là nhiều nguy hiểm rồi và lần nào every time they they've got away. Đấy, rồi. Và tiếp theo này, tôi e rằng nó đã cho họ một cái góc nhìn một cái kiểu như nhận định nó khá là cao về bản thân mình, tự mãn. Chúng ta nên hiểu là như thế. And tất nhiên rồi, Powder thì luôn luôn được cho phép một cái lượng rất là nhiều uh, cái gì nhỉ? license tí nữa mình dịch sau nhé. Luôn luôn được cho phép rất là nhiều các cái quyền hạn đúng không? Bởi thầy hiệu trưởng. Đấy thì từ từ này, license ở đây nó đang dùng một cái nghĩa rất là hay chăng. Từ từ mình đoán trước nhé. Uh, tự do hành động. Đấy, tức là nó bằng một cái từ sau mà mình có thể nghĩ ra đó leeway. Leeway. Cái quyền tự quyết xong rồi quyền tự hành động luôn thì nó gọi là leeway. Đấy, vậy thì Harry từ trước đến giờ đúng không? Uh, before long he has been given a lot of leeway. Đấy, has been given a lot of leeway kiểu freedom to act freedom to act vì sao mình đoán được đúng không cái license này này chính là cái giấy phép cái giấy phép để mà cho phép người ta làm cái hành động gì thế thì đấy tự từ, từ từ đó nhá có thể suy ra luôn tức là đây là cái 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 gì nhỉ cái um, quyền tự do đó rồi từ từ bây giờ mình tìm lại này tra lại xem là nó nó có cái nghĩa gì cụ thể không nhá đầu tiên à chắc là permission là một cái nghĩa đồng nghĩa của nó freedom đây 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 nào freedom to behave as one wishes hay đúng không chúng ta thấy rằng có một cái cấu trúc như thế này dùng quá là hay nó bằng luôn từ freedom to act đây xem luôn này right. a license to do something đó là a reason or excuse to do something unacceptable mà nó nó lại còn kiểu như là bằng cái thứ gì mà nó tiêu cực cơ đấy một cái đây 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 you do not have a license to break traffic laws bạn không có cái quyền có một cái gọi là cái uh, sự cho phép để mà phá luật giao thông ừ. hay quá nhỉ uh, the government was criticized for giving the army too much license đấy nhá mọi người đi với từ give give somebody license to do something đó rất là nhiều cái sự tự do đúng không để mà hành động bởi thầy hiệu trưởng ah well Snape Harry Potter you know we've all got a bit of the blind spot where he's concerned ôi suy cho cùng đó là Harry Potter mà cậu biết đấy chúng ta luôn luôn có một cái sự nó gọi là nới lỏng um, mềm mỏng nơi mà cậu ta được quan tâm không không nơi từ từ khi mà nói đến cậu ta nhà chúng ta luôn luôn có một cái sự nó gọi là kiểu nới lỏng um, dễ dãi um, khi mà nói về cậu ta đấy thì cái blind spot này này spot nó sẽ chính là một cái vị trí blind mù đúng không vậy thì một cái điểm mù nó gọi là kiểu khuất mắt trông coi ờ à, rất hợp lý nhá dịch ra xong tiếng việt khuất mắt trông coi thôi coi như là mình không thấy đúng không blind spot Đấy. ngoài ra thì mình còn một cái từ này nữa đó là soft spot, soft soft spot tức là một cái vị trí mà nó gọi là kiểu mỏng ấy, yếu vậy thì nếu mà chúng ta có một cái soft spot for somebody á, for somebody thì tức là chúng ta luôn luôn dễ dãi với người đấy nó nó kiểu dễ dãi này xong rồi là thương đúng không xong rồi thôi ấy, thương thương nó xong rồi là dễ tính với nó đấy thì nó soft spot điểm yếu Nhá, điểm yếu và thường nó dùng nó dùng là kiểu mình nâng niu nó này mình quan tâm đến nó mình uh, mình, mình 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 mềm mỏng với nó right soft spot rồi and yet it is good uh, từ từ and yet is it good for him to be given so much special special treatment nhưng mà dẫu thế liệu rằng nó có tốt cho cậu ấy khi mà được cho quá là nhiều cái sự đối đãi đặc biệt như vậy không Đấy. treatment sự đối đãi special đặc biệt personally, I try to treat him like any other student and any other student would be suspended. Cá nhân tôi thì tôi cố để mà đối xử với cậu ấy như là bất cứ một học sinh nào khác trong trường. Any other student. Rồi. Từ từ. Ừ. Và any other student, tức là bất cứ học sinh nào ấy cũng sẽ bị đình chỉ vào cái cái hoàn cảnh này suspend nhá thì nó có nghĩa là treo treo một thứ gì đó lên đó Đấy, thế thì bây giờ nếu mà bị suspended tức là bị đình chỉ đúng không thường nó gọi là kiểu án treo tạm thời at the very least ít nhất là cũng sẽ bị đình chỉ for leading his friends into such danger bởi vì là đã dẫn bạn bè của cậu ấy vào cái sự nguy hiểm như vậy đó, vào cái sự nguy hiểm như thế rồi. Uh, such danger. Thực tế ra cái từ such ở đây thì nếu mà nói về tính chất ngữ pháp của nó nhá. Thì tức là nó nói về cái kiểu, cái loại như vậy. Cái sự nguy hiểm mà nó mang tính chất, mang mức độ như thế. Được chưa chúng ta nên hiểu là emphasize. Đúng rồi. Nó emphasize, nó để nhấn mạnh. Uh, nhưng mà không phải nhấn mạnh về cái thứ đấy. Mà nó nhấn mạnh về cái extent, cái mức độ. Rồi là cái kiểu, cái loại như thế rồi. Consider minister against all against all school rules. After all, the precautions put in place for his protection out of bounds at night consorting with a werewolf and a murderer. Nói chung đây là những cái câu nói mà nó khá là rời rạc, um, nó không phải là kiểu đầy đủ chủ ngữ động từ đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng nên hiểu từng tí. Xem xét này. Khoan đã nhỉ, từ 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 sao lại minister ở đây nhỉ? không hiểu đây là cái câu nói của ông nào ta? à ông ông Snape, ui đúng rồi ông Snape đây, đây là câu nói của ông Snape ông bảo rằng là à nghĩ mà xem, nghĩ mà xem thưa bộ trưởng này um, gọi là chống lại tất cả các cái luật ở trường against đúng không? against thì đó kiểu như trạng thái đối đầu Đấy, after all suy cho cùng tất cả những biện pháp phòng trừ mà đã được thực hiện để mà đảm bảo cho cái sự an toàn của cậu ấy protection mà đó là cái sự bảo vệ ai đó được chưa his protection ở đây thì tức là à cái việc bảo vệ Harry put in place in place thì tức là à có mặt ở trong đó hiện hữu ở đấy đấy và put in place tức là được đặt ra và đã được thi hành precautions đó là cái biện pháp phòng trừ cái thứ mà chúng ta làm trước để mà tránh hậu quả nó xảy ra nó gọi là precaution đó out of bounds đó là kiểu vượt ngoài sự cho phép bounds chính là cái giới hạn đấy và đây là à đi ra ngoài giới hạn này và buổi đêm giao du với lại một cái con ma sói và một kẻ sát nhân từ này hay nhá từ này hay có nghĩa là kiểu consort with somebody giao du với một ai đó đặc biệt đó là người xấu nó chỉ có dùng với người xấu thôi nha Thực tế ra nếu mà bảo, mình bảo là Consort với người tốt ấy Nó không có hợp văn cảnh Đó Nó chỉ gọi là giao du Tiếng Việt chúng ta gọi là giao du Thì cũng chỉ có đi với người xấu đúng không? Đây chính là Consort with somebody Giao du And have reason to believe He has been visiting Hawksmate Illegally too Và tôi có lý do Để mà tin rằng là cậu ta cũng đã Đến cái ngôi làng Hawksmate Một cách trái phép Chứ Ừ. Rồi, illegally tức là kiểu trái luật đúng không? Đấy từ này rất hay, à, mình bây giờ mình cũng vẫn dùng rất là nhiều trong cái các cái bài giảng ở trên trên lớp. Đấy, consort. Thực tế ngay từ đầu ấy, mình đọc Harry Potter vài năm trước rồi mà à, tầm khoảng 3 năm trước mà và mình bắt được cái từ này. Từ đấy trở đi không bao giờ quên được nó. Bởi vì nó rất là hay. À, nó rất là hay kiểu giao du người khác. Một cái từ nữa mà nó gọi là chơi với người ta ấy. Rub shoulders With somebody Đấy thì nó giống kiểu kề vai sát cánh đúng không Đấy, Cọ vai vào với nhau á Thì cái thằng này nó trung tính hơn Nó sẽ neutral hơn nha Nó không có đi với người xấu Tức là thằng này nó chỉ có Nó, nó chơi với người tốt cũng được Người xấu cũng được đúng không Chứ còn thằng kia ở, ở phía bên trên thì nó chỉ có đi với người xấu thôi Đó. Well well we, we shall see Snap we shall see Thế được rồi, uh, chúng ta sẽ xem xem, chúng ta sẽ xem xét đúng không? The boy has undoubtedly been foolish Thằng bé rõ ràng là nó đã um, cư xử ngu ngốc, đúng không? Foolish, như là một cái đứa ngốc này Còn undoubtedly thì tức là nó kiểu giờ không nghi ngờ gì Rõ ràng là nó lúc đấy là nó đã ngu ngốc rồi Dại, dại, gọi là dại right. Harry lay listening with his eyes Thai shut. He felt very groggy gro gro Harry này Nằm lắng nghe với lại đôi mắt của mình Nó thai shut, nó nhắm chặt uh, um, Nằm lắng nghe Đúng không? Với lại cái đôi, đôi mắt của cậu ta Đóng chặt Cậu ta cảm giác nó khá là groggy Cái từ này Bây giờ mình có thể vẽ ra được cái văn cảnh cho mọi người Chứ mình không tìm được tiếng Việt đâu uh, Mình mới ngủ dậy xong rồi là ngai ngái xong rồi nó kiểu uể oải thì đấy nó gọi là groggy không, cũng không biết tìm tiếng việt như thế nào luôn nhà nó ngai ngái xong rồi nó uể oải nó 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 ườn ừ, ườn ừ, 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 nó ườn ừ à ra đấy nó gọi là groggy thường nói về cái trạng thái kiểu mới tỉnh ngủ đó. the words he was hearing seemed to be traveling so very slowly from his ears to his brain những cái từ, những cái lời nói mà cậu ta đang lắng nghe Không, cậu ta đang nghe thôi Có vẻ là nó đi rất là chậm Từ tai của cậu ấy đến não Đó Không, đừng, đừng, đừng hiểu Đừng hiểu cái nghĩa mà nó dịch ra trong từ điển cho mình Đây, mà mình phải hình dung được cái bối cảnh cơ Tức là kiểu nó Nó, nó vừa mới, đây này nó dùng trong cái trạng thái thiếu ngủ ấy, xong rồi là mình thức cả đêm, xong rồi buổi sáng mình đầu nó ong ong á, đấy groggy ừ, rồi uh, bởi vì đi nói chuyện nha hay là kiểu giao tiếp với người nước ngoài đúng không thì người ta dùng cái từ này chỉ có trong cái văn cảnh đó là mới tỉnh thôi đấy hoặc là thiếu ngủ tiếp theo đó là cái gì nhở um, so that it was difficult to understand rồi nó đi rất là chậm nha, những cái thông tin ấy, thế cho nên là nó rất khó để mà có thể hiểu được cái câu chuyện đấy nó là cái gì. His limbs felt like lead, his eyelids too heavy to lift. He wanted to lie here on this comfortable bed forever. Uh, cái, các cái chi của cậu ấy thì cảm giác như kiểu là chì. Chi tức là tay và chân á, limbs được chưa? Tay và chân cảm giác như kiểu là let. đó là chỉ à danh từ nó đọc là let. còn động từ nó đọc là lead lead là dẫn đúng không dẫn đến nhưng mà đây là danh từ nha cái um, cái mi mắt của cậu ấy này thì quá nặng nề để mà có thể nhướn lên để mà có thể mở mi mắt ra cậu ta muốn nằm ở đây trên cái giường thoải mái này forever đại mãi mãi không muốn tỉnh dậy uh, lift Lift thì tức là kiểu nó nâng lên thôi Đấy, Thường nó nói với cái thang máy nhá. Cái ngôn ngữ Anh Anh thì nó dùng là Cái lift ở đây là cái thang máy Còn Anh Mỹ thì nó đọc là elevator Đấy, uh, Nằm ở đây thôi Comfortable bed, đúng không? Cái giường thoải mái này forever What amazes me, am what amazes me most Is the behavior of the Dementors. You've really no idea What made them retreat Snape. Cái thứ mà thực tự cái thứ thực sự khiến tôi ngỡ ngàng nhiều nhất Đó là cái hành vi của những cái người giám ngục Có thật sự là ông không biết Cái thứ gì nó đã khiến cho họ rút lui không? Snap Đó Thì đây mình sẽ có cái từ You've no idea nha Thì cái này ấy, nó là You have Đó You have Tức là kiểu có đúng không? Have no idea Tức là kiểu không biết Đấy Không biết Thứ gì khiến họ retreat rút lui uh, amaze thì tức là khiến cho chúng ta kiểu bàng hoàng ngỡ ngàng sửng sốt ấy mà uh, no minister by the time I had come around they were heading back to their positions at the entrances không thưa bộ trưởng uh, đến cái lúc mà tôi đã tỉnh ấy thì những cái người giám ngục người ta đang quay trở về cái vị trí của người ta ở những cái cổng ở những cái cổng vào đó. By the time thì nó có nghĩa là kiểu until the time Đấy và come around ở đây nha Nó có hai nghĩa Một ấy, đó là nó tỉnh dậy Đấy, hai tức là kiểu nó 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 suy tính lại để chưa, come around ở đây Tức là kiểu như là nó, nó đã gọi là thay đổi quyết định ấy đây, nếu mình, mình mình bảo rằng là à he comes around đúng không? Thì tức là anh ta đã thay đổi quyết định. Ban đầu thì không làm đâu, nhưng mà bây giờ có làm Thì đấy nó gọi là come around rồi, rồi Còn ở đây thì nó có nghĩa là tỉnh dậy nhá Tỉnh Kiểu thức tỉnh đúng không, thức tỉnh xong rồi đưa ra cái quyết định của mình á à, Ngoài ra ấy Thì nó cũng có một cái cụm khá là hay, thành ngữ What goes around comes around uh, Goes around Comes around Rồi Now what goes around comes around Đố mọi người đoán được nó là cái gì Go thì tức là đi, đúng không? Đấy. Còn come thì tức là về Now what goes around comes around Bạn nào gọi là khá tiếng Anh ở đây Có thể biết cái cụm này Dịch ra nó là gì không? Go là đi, come là về Sao lại điều điều gì đến cũng phải đến không không phải đâu. What goes around comes around tức là kiểu như mình gây ra nghiệp quả thì mình cũng sẽ nhận lấy cái um, cái karma dịch sẽ cười. À nó có nghĩa là gieo nhân nào giặt quả, gặt quả đấy đúng rồi. What goes around comes around đúng không? Mình mà cứ gọi là gây ra điều ác thì cuối cùng hậu quả của mình gánh chịu nó không thế thôi. Đó what goes around comes around Uh -huh. Rồi gieo nhân nào gặt quả đấy Nó go Đúng không? Xong rồi nó lại về với mình Karma mà In comic terms nó là như vậy Tiếp theo nào Extraordinary um, And yet black and harry the girl Quả là phi thường Ấy mà thế Black này và harry và cái con bé All unconscious by the time I reach them Tất cả đều bất tỉnh khi mà đến cái lúc tôi um, đến được vị trí của họ Tôi tìm ra họ Hôm nay anh lát ghê Đầu nó đúng kiểu groggy em ạ Đây Đầu nó hơi kiểu trắng váng, ong ong cái đầu <laughs> uh, thường, thường 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 sau buổi dậy ấy, mà không ăn xong rồi livestream luôn á Thì nó sẽ choáng như vậy Tiếp theo đi I bound and gagged Black naturally conjured stretchers and brought them all straight back to the castle. Now I bound tức là thế nào nhỉ? I bound, I bound. À, tôi trói, tôi trói và bịt miệng ông Black lại, ông Black này. Hiển nhiên rồi, đấy, tất nhiên rồi. Cái từ naturally ấy, nó bằng từ obviously, đấy, giống kiểu là, ừ, hiển nhiên là tôi làm vậy. Uh, bao nha, quá khứ từ bind, bind đó là buộc lại với nhau, trói lại với nhau, gag danh từ nó là cái rẻ bịt miệng, đó. còn dạng động từ tức là nhét cái rẻ vào, um, conjure, stretchers, stretch chính là cái thứ mà nó giãn ra, cái hành động giãn ra, stretcher chính là cái cáng cái cáng mà uh, đức những cái người chấn thương ở trên đấy, đấy stretcher nha, nhất là những cái vận động viên bóng đá Conjure thì tức là hô biến nó ra và đem tất cả bọn họ trở về với lại tòa lâu đài. Uhm. Straight back, à, tức là kiểu ngay lập tức mang thẳng về tòa lâu đài. There was a pause. Harry's brain seemed to be moving a little faster. Uhm. Có một cái sự ngừng lại này, đang nói tự nhiên ngừng nhá. Não của Harry thì có vẻ là đang moving a little faster, tức là đang di chuyển một cách nó nhanh hơn một tí. And as it did, a, a annoying sensation grew in the pit of his stomach. Và khi mà nó đã move faster, khi mà nó đã nhanh hơn nó hoạt động nhanh hơn rồi ấy thì một cái cảm giác cái cảm giác gào xé, cào xé nó càng ngày nó càng lớn hơn trong cái bụng của Harry, cảm giác ở trong bụng Harry. Cái pit thì nó có nghĩa là cái hố Vậy thì bây giờ ý của nó có nghĩa là cái cái phía sâu thẳm trong bụng đó. Đấy là cái phía sâu thẳm trong bụng Đọc sách thì có cần phải lấy sách bút ra nốt từ vựng không? Không, nốt làm gì? Phí thời gian đấy Không cần phải nốt Đọc hiểu rồi, hình dung được rồi thì cứ đọc tiếp đi Bởi vì yên tâm từ đấy nó lặp lại Nhớ nhá, cái pit of his stomach ở đây Tức là cái sâu thẳm trong bụng của cậu ta Sensation Đó là cái cảm giác Cảm giác này là cảm giác mà nó hữu hình nhá Chứ còn nếu mà đi với từ feeling á Thì đó là cảm giác vô hình Đấy hai từ này nó khác nhau Rồi feeling đó là cảm giác vô hình Còn cái thằng sensation tức là cảm giác hữu hình Trực tiếp mình có thể Cảm nhận được nó ấy. Để nó chạm vào người mình đúng không? Hoặc là cái mùi đấy nó khiến cho cái mũi của mình nó bị nhức nhức lên. Đó, thì đấy nó gọi là sensation. Còn no, no thì bây giờ nó là cái từ gặm ấy đó nó là cái từ gặm nhấm nha. no thường nói về những cái con 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 vật mà nó kinh tởm, đấy nó no, nó no, tức là nó gặm nhấm. tức là cái cảm giác này nó đang kiểu gào xé, xong rồi nó cào xé trong bụng của harry. he opened his eyes, everything was slightly blurred. tất cả mọi thứ xung quanh cậu ta thì nó hơi hơi bị mờ đi một chút. somebody had removed his glasses ai đó thì đã tháo kính của cậu ấy ra. He was lying in the dark hospital wing. Cậu ta đang nằm ở cái buồng xá bệnh viện ở uh, tối om. Được <laughs> chưa? Đấy, đang nằm ở trong cái bệnh xá mà nó không có người, nó tối rồi, tối om này, dark. At the very end of the ward, uh, of the ward, he could make out Madame Pomfrey with her back to him, bending over a bed. Thì ở cái phía cuối của cái buồng bệnh ờ, Cậu ta có thể hình dung, có thể kiểu nhận ra cái bà Pomfrey đang quay lưng lại cậu ấy Đang cúi xuống một cái giường bệnh Đấy nhá, thì chúng ta có những từ sau The very end Đầu tiên end nó sẽ chính là cái đầu bên này với lại đầu bên kia được chưa? Có hai end thì đó là à, cái đầu bên này với đầu bên kia Vậy thì đây có nghĩa là cái đầu cuối bên kia kìa có từ very là nhấn mạnh cho danh từ tức là á à, ở chính cái phía cuối word ở đây thì um, nó có nghĩa là cái buồng chúng ta nên hiểu là à, trong cái bệnh viện thì nó sẽ có rất là nhiều words khác nhau Được à, chưa michael nhận ra ừ, ben đó là cuối người trên cuối người trước trước một cái giường harry squinted ron's red hair was visible beneath madame pomfrey's arm thì Harry này, nheo mắt lại Cái mái tóc đỏ của Ron thì nó được nhìn thấy ngay phía dưới cái cánh tay của bà Pomfrey Visible nha Tức là kiểu có thể nhìn thấy nó Đấy, có thể nhìn thấy nó Rõ ấy, nó rõ Beneath thì đó là kiểu ngay phía dưới Còn Under thì nó có thể cách một vài lớp Nhưng mà Beneath này đó Đó là kiểu ngay ở dưới cơ Đấy thì nó gọi là Beneath Đấy, Hai từ khác nhau ấy Under rồi Harry moved his head over on the pillow. In the bed to his right lay Hermione. Moonlight was falling across her bed. Thì uh, Harry này di chuyển cái đầu của cậu ấy trên cái pillow trên cái gối um, trong cái giường bên phải của cậu ta thì đang nằm con bé Hermione. Tức là con bé Hermione nó đang nằm ở đấy. Rồi moonlight ánh trăng nó đang phả xuống qua giường của con bé. Uh, nó đang phả xuống, nó đang uh, phủ xuống đúng không? Qua giường của nó Her eyes were open too Cái đôi mắt của con bé thì nó cũng mở ra She looked petrified And when she saw that Harry was awake Pressed a finger to her lips Then pointed to the hospital window Con bé này Nó nhìn nó như kiểu là đã bị đóng băng Đã bị gọi là hiểu hoảng sợ Đông cứng người lại Đấy thì nó gọi là petrified Được chưa? Tất nhiên nghĩa đen của nó thì tức là khiến cho một ai đó bị hóa đá. Còn nghĩa bóng thì tức là sợ quá đứng như trời trồng, uh, petrified. Rồi khi mà con bé nó nhìn thấy rằng Harry cũng đang tỉnh nhá, thì nó ấn một ngón tay vào môi của nó này và sau đó thì nó chỉ vào cái cánh cửa của cái bệnh xá, press, đấy là, dùng lực xong rồi dí xuống, finger ngón tay rồi, point đó chỉ ra. Đấy, danh từ tức là một cái điểm còn là dạng động từ tức là chỉ vào một cái điểm nào đó à, hospital window cái cánh cửa đúng không it was a and the voices of Cornelius Fudge and Snape were coming through it from the corridor outside cái cửa thì nó đang được mở hé uh, nó đang được mở hé này và những cái cánh và những cái giọng nói của ông Fudge và ông Snape tức là ông bộ trưởng đúng không và ông Snape ấy, thì nó đang 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 đang, đang uh, lọt qua cái khe cửa từ cái hành lang ở bên ngoài. Có từ gì khó? Ajar đúng không? Ajar thì tức là cái trạng thái mà nó đang vẫn còn hở thì nó là ajar, ajar, right. Hết rồi, chẳng gì không có từ gì là mới nữa. Corridor hành lang mà. Madame Pomfrey now came walking briskly up in the dark no no up the dark ward to Harry's bed ờ. đây nhá bà Pomfrey bà y tá thì bây giờ bà đang gọi là đi bà đang bước những cái bước nó rất là đầy uh, làm sao nhở bước những cái bước um, Cái từ Brisk này nhá, nó giống như kiểu Energetic ấy Nó giống cái từ nó coi là kiểu có năng lượng, bước một cách khá là phấn chấn đấy, Brisk ở đây, Brisk ở đây coi là kiểu cái Việc chúng ta làm, chúng ta bỏ rất là nhiều năng lượng vào đấy Thì nó gọi là Brisk Rồi Tức là bà đang bước tới bước lui này Trong um, Trong bóng tối Không không, trong cái buồng bệnh mà nó tối om nhá Đến harry Harry's bed, tới giường của Harry cái từ brisk này ấy, thường nó sử dụng trong những cái văn cảnh mà mình bảo rằng là, à, hôm nay là một buổi sáng mà nó vô cùng là ừ. đầy sức sống Đấy chưa? Một cái brisk morning đây rồi, thì tức là một cái buổi sáng mà chúng ta đi chúng ta có thể cảm thấy rằng là cái cái không khí ấy, nó rất là trong lành Thì đấy, chúng ta gọi là a brisk morning ừ. Có một cái nghĩa bóng nó dùng như vậy mà Rồi tiếp theo He turned to look at her. She was carrying the largest block of chocolate he had ever seen in his life. Uh, cậu ta quay để mà nhìn vào con bé Hermione. Con bé nó đang cầm cái tảng sô-cô-la lớn nhất mà cậu ta từng nhìn thấy trong đời. Carry. Uh, đang cầm theo đúng không? Đang mang theo. Block. Khối. Chính xác ra thì nó là cái khối. Rồi nhưng mà sô-cô-la ở đây thì mình dịch đại khái ra nó là cái tảng sô-cô-la It looked like a small boulder. Uh, cái tảng sô-cô-la nó nhìn như kiểu là một cái tảng đá nhỏ To thế Boulder Boulder uh, Tảng đá Nhá, tảng đá Giống kiểu bây giờ chúng ta đẩy đá Thì đây này Đấy, Cái người ta đẩy ở phía bên lên lên dốc đúng không? Boulder Oh, uh, you're awake She said briskly Khoan đã, khoan đã, khoan đã Không phải con bé Harmony, sorry, sorry, chính là cái bà Bà y tá để bà mang một cái một cái tảng sô cô la rất là lớn nhá để mà đi chữa trị cho người ta. Uh, she said briskly. A, à, cậu tỉnh rồi. Bà y tá bà nói cái giọng nó rất là phấn chấn. She placed the she placed the chocolate on Harry's bedside table and began breaking it apart with a small hammer. Bà ấy đặt cái tảng sô cô la trên cái tủ cạnh giường của Harry và bắt đầu giã nhỏ nó ra với lại cái búa nhỏ đó, với một cái búa nhỏ Nào, thì place, danh từ nó là nơi trốn, dạng động từ tức là nó đặt xuống đó. Um, Bedside table Đấy là cái bàn thực tế ra nó gọi là cái tủ giường trong tiếng Việt của chúng ta Break it apart Đấy, Bẻ cho nó gọi là thành từng mảnh với lại một cái búa nhỏ hammer, ừ. hammer búa Nhưng mà nếu mà bảo Tôi say rượu ạ. Tôi say xỉn á thì nó gọi là am hammered. Ta say lắm rồi. Ui rồi, ta say lắm rồi đúng không? Am hammered. Đấy, say á. <laughs> Đấy kiểu thế. Hows Ron set Harry and Hermione together. Ron thế nào rồi? Cả hai người này nói cùng đồng thanh với nhau. He'll leave uh, set Madame Pomfrey Grimly. Cậu ấy sẽ sống thôi. Đấy, right. tức là đây là một cái câu nói nó nói lịch sự đặc biệt là khi mà nhận định về một cái tình trạng của một cái người bệnh nhân nha khi mà nó nhận định về tình trạng của một người bệnh nhân ấy mặc dù là nó đang rất là critical rồi nhưng mà à an ủi đó, muốn an ủi người khác muốn giảm thiểu cái mức độ nghiêm trọng đi thì nó sẽ gọi là heal leave heal leave cậu ấy sẽ sống thôi bà Pomfrey bà ấy nói cái mặt nó rất là nghiêm trọng này grim mắn tối xuống ấy. Mặt nó tối tăm xuống As for you two You'll be staying here until I'm satisfied you are Còn hai cậu Hai cô cậu ở đây này Thì hai cô cậu sẽ ở đây Tới khi nào mà tôi cảm thấy hài lòng Rằng là hai cậu đã Bình phục, đúng không? Đấy, Porter, what do you think you're doing? Này Porter, cậu nghĩ rằng là cậu đang làm gì đấy? đấy. Right. Rồi, có lẽ là đến đây thôi nhỉ để ngày mai chúng ta sang một cái trang mới nhé 285 nhé uh, Hammer nó xay Ta xay quá rồi đúng không? Say, đây là xay theo kiểu là xay uh, nó nặng rồi ấy Còn nếu mà nó chỉ hơi chuẩn thôi thì nó gọi là thiếp xỉ Thiếp xỉ thì nó gọi là chuẩn choáng một tí Sau một vài chén đúng không? Đã chuẩn chuẩn rồi Ok thì đấy mình sẽ em ở đây nhé và các bạn có thể lên cái Cái này đó. Mình uh, tất cả những cái thông tin cũng như là các cái um, thiết iOS hay là các cái kiến thức tiếng Anh ấy, mình đều chia, chia sẻ ở trên đấy. Hôm nay uh, um, các bạn có thể thấy cả tài liệu rất rất nhiều tài liệu miễn phí ở trên đó nữa. Rồi là nếu mà xem lại livestream thì cũng vào đây luôn. <laughs> hôm nay groggy. Không nhận hôm nay nó khá là groggy thật. <laughs> rồi đấy đấy nhá thế thì hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai bye bye good night